vấn đề tôi sẽ thử một cái tính năng trên cái hệ thống Sinh cho các bạn xem nó thông minh như thế nào. Bản chất mình là cũng không phải là người phát âm tốt tiếng Anh, nó là do cái cơ địa thôi. Nhưng mà không sao, hệ thống Sinh này bây giờ nó tự nhiên lắm, nó sẽ hiểu được. Bây giờ mình sẽ thử nhá, mình sẽ bấm này, mình sẽ bấm vào đây. Temperature 1000. One thousand degree, chắc chết mất. Nếu mà hệ thống này thông minh nha, mình nói thật sự luôn là nó hiểu mình nói là tôi cần một cái hamburger hay là cái gì gà rán KFC. Đấy, nhưng mà tất nhiên là vui thôi. Giờ tôi sẽ thử lại cho các bạn xem. Temperature 23. Yes. Oh, chiếc xe này rất good, đúng không ạ? Rất good. Đấy, bạn có thể gọi điện với những cái câu lệnh rất là đơn giản. Bạn có thể dùng chức năng bản đồ, bạn có thể nhắn tin, để tôi thử nhắn tin nhé. Nhưng mà với Apple CarPlay, xin lỗi anh em nhé, phát âm hơi kém một tí, nhưng mà may mà máy nó thông minh vẫn hiểu. Đấy, cắm mắt nhận luôn. Đấy, nhận luôn này. Bây giờ mình sẽ dùng Siri để kết nối xem nhé, để loa xem thu tiếc nó như thế nào. Ví dụ mình sẽ nhắn tin chẳng hạn, hôm nay đi sắp về rồi, bây giờ là báo với vợ là sắp về nhà nhỉ, nhưng mà tiếng Anh này thì như sử dụng Siri thôi. Take message. Thử lại nhá, thử lại. Text message. Who do you want to send it to? My wife. What do you want to say? Oh, I'm coming home. Your message to my wife says, "Oh wow, I'm coming home. Ready to send it?" Send. Okay, it's sent. Yeah, good, 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 good. Good. Đấy, thấy không ạ? Nhưng mà nhớ, tất nhiên có thể với cái chức năng như thế này thì mình dùng những cái câu đơn giản rồi nhận diện văn bản bằng tiếng Anh thôi. Đây là cái chức năng Siri, nó cũng tương tự khi chúng ta sử dụng điện thoại. Nhưng mà rõ ràng khi mà tôi đang đi cao tốc như thế này, tôi có một cái hệ thống Adaptive Cruise Control, tôi có một cái hệ thống hỗ trợ giữ làn, tôi có một cái khả năng giao tiếp với cả xe, và tôi vẫn tập trung tôi lái xe. Như vậy rõ ràng là an toàn hơn nhiều. Và chúng ta chỉ cần thử dùng, làm quen với nó trong một thời gian không quá dài, là chúng ta sẽ có những cái hỗ trợ cực tốt từ những chiếc xe thông minh như thế này. Và nên nhớ rằng đây là một chiếc xe bán tải.